Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những vấn đề quan trọng trong chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới của Tổng bí thư Tô Lâm Ngày 27 tháng 8, AFA tiếng Việt bình luận, ông Tô Lâm đi Mỹ, đâu là trọng tâm của chuyến thăm? AFA dẫn một nguồn tin cho biết, Tổng bí thư kim chủ tịch nước Tô Lâm có thể sẽ tham dự kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kéo dài từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức rằng ông Tô Lâm có kết hợp chuyến làm việc tại Liên Hiệp Quốc với một chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ hay không. Và đây là hình bài trên AFA. Theo giới thọ tin, hiện hai bên đang thương lượng nhiều vấn đề để quyết định về chuyến thăm này. AFA dẫn nhận định của nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho rằng, trong trường hợp ông Tô Lâm thăm chính thức Hoa Kỳ và hội kiến cùng Tổng thống Joe Biden, thì hai bên sẽ phải có quà cho nhau. Nếu Tổng thống Biden gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thì món quà có thể là ông biden ra một sắc lệnh nào đó trong thẩm quyền của ông ấy tạm thời giảm thuế cho một số mặt hàng của việt nam afa cho biết theo thông tin từ chính phủ hai nước hiện đang có hai thứ trưởng ngoại giao mỹ thăm việt nam gần như cùng lúc nhiều nhà quan sát cho rằng phải chăng hai chuyến thăm phản ánh hai mối quan tâm chủ chốt của hoa kỳ đối với việt nam như quốc phòng an ninh và nhân quyền nhân đạo afa dẫn đánh giá của luật sư vũ đức khanh từ canada về một số vấn đề trong quan hệ Việt-Mỹ nhân các chuyển động ngoại giao giữa hai nước hiện nay và sắp tới. Và đây là hình Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Khanh cho rằng có thể cả hai bên sẽ tập trung vào một số vấn đề quan trọng như sau. Một là an ninh khu vực. Việt Nam và Hoa Kỳ có thể tập trung thảo luận về tình hình Biển Đông và sự cân bằng quyền lực ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi Việt Nam ngày càng chịu nhiều áp lực từ Trung Quốc, trong khi Mỹ, Việt vừa nâng cấp ban giao lên hàng đầu đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 10 tháng 9 năm 2023. Hai là hợp tác kinh tế. Việt Nam luôn nhấn mạnh và đề cao việc hợp tác kinh tế, nền tảng của những quan hệ bền vững hiện tại cũng như tương lai với Mỹ và phương Tây trong bối cảnh ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với cộng đồng quốc tế. Ba là nhân quyền, vì chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục nhấn mạnh vấn đề nhân quyền và yêu cầu cải thiện về tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, và các quyền dân sự khác tại Việt Nam, bình luận về chuyến thăm Trung Quốc và việc ký 14 thỏa thuận hợp tác, ông Khanh chia sẻ: "Tôi nghĩ ông Tô Lâm đang rất muốn thể hiện một chính sách đối ngoại cân bằng bằng cách thăm Hoa Kỳ. Điều này sẽ giúp Việt Nam duy trì sự độc lập và không bị quá phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia nào, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn." Và đây là hình tổng thống Joe Biden. Ông Khanh nói tiếp: ngoài ra ông tô lâm sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với hoa kỳ để tạo ra một sự đối trọng với các thỏa thuận kinh tế với trung quốc việt nam mong muốn trở thành một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu bất chấp những nỗ lực của trung quốc thông qua hệ thống kinh tế biric cuối cùng ông ấy sẽ chú trọng vào hợp tác khoa học và công nghệ cải thiện quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao năng lượng sạch xanh tái tạo và y tế một vấn đề khác đang được chú ý trong bối cảnh ngoại giao là quyết định đặc xá tù nhân nhân dịp ngày 2 tháng 9. Theo luật sư Khanh, việc thả tù nhân bị kết án theo các điều 88, 117 và 331 của Bộ Luật Hình Sự là một vấn đề khá tế nhị, nhất là trong giai đoạn đang củng cố quyền lực như hiện nay. Ông Tô Lâm có thể sử dụng những chuyến công du hải ngoại đến các quốc gia phương Tây và quyết định ân xá như một công cụ ngoại giao để thể hiện sự linh hoạt và cải thiện hình ảnh quốc tế của Việt Nam nhưng sẽ luôn đặt sự ổn định và kiểm soát chính trị lên hàng đầu. Ông Khanh nhận định. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Những vấn đề quan trọng trong chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới của Tổng bí thư Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu cụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có quay lại chính trường để chia sẻ quyền lực hay không? Ngày 28 tháng 8, blog Trân Văn trên VOA Tiếng Việt có bài Việt Nam quyền lực trong tay ai phần 4 Bình về những biến động chính trị ở Việt Nam thời gian qua Tác giả nhắc lại, tháng 3 năm 2024, ông Võ Văn Thưởng bị loại ra khỏi bộ chính trị thôi làm chủ tịch nước vào tháng 4 năm 2024 Tới lực ông Vương Đình Huệ cũng bị loại, và đây là hình bài bình luận trên blog Trần Văn VOA. 6 tuần sau, bà Trương Thị Mai tiếp nói số phận của ông Thưởng, ông Huệ. Đến thời điểm đó, nhân số Bộ Chính trị chỉ còn 12 trên 18 vì trước đó đã có 3 người khác bị loại là Phạm Bình Minh, Trần Tuấn Anh và Nguyễn Xuân Phúc. Tác giả cho biết, lúc này Bộ Chính trị chỉ còn 3 thành viên đủ tiêu chuẩn theo quy định 214 để đảm nhận các vai trò trong tứ trụ là các ông Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Cũng vì vậy, sau khi bà Mai bị tước sạch mọi thứ, ông Tô Lâm mới có thể trở thành ứng viên duy nhất cho vai trò chủ tịch nước. Theo tác giả, ngày 19 tháng 5, ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, hồn nhiên trả lời báo giới rằng trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Chính chưa giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công an, vì vậy Quốc hội chưa phê chuẩn hoặc miễn nhiệm chức danh này. Nhưng chỉ 3 ngày sau, trước phản ứng gây gắt từ nhiều giới, về việc tại sao Chủ tịch nước còn kiêm nhiệm Bộ trưởng Công an thì đạo diễn đã phải điều chỉnh kịch bản và ông Cường xin bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an vào nghị trình. Xong chuyện chưa dừng lại ở đó. Và đây là hình Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tác giả nhắc lại ông Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an được phân công làm quyền Bộ trưởng Công an thay thế ông Tô Lâm chỉ tại vị được 2 tuần ngày 6 tháng 6, đột nhiên ông Lương Tam Quang, thượng tướng, cũng là thứ trưởng công an, người trước nay vẫn được xem là tâm phúc của ông Tô Lâm, được thủ tướng giới thiệu, quốc hội phê chuẩn làm bộ trưởng công an. Hai tháng sau, ông Quang tiếp tục được bầu bổ sung vào bộ chính trị, cho dù theo quy định 214, ông Quang không đạt điều kiện này. Tác giả đặt câu hỏi, tại sao ông Quang trở thành trường hợp đặc biệt? Và tác giả nhận định, kịch vẫn chưa đến cao trào. Vào tháng 6 năm 2024, Thượng tướng, Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc, vốn cũng được xem là tâm phúc của ông Tô Lâm, được điều động làm chánh văn phòng Trung ương đảng, và hai tháng sau được bầu vào ban bí thư. Thêm một lần nữa, quy định 214 bị vô hiệu hóa. Tác giả cũng nhắc lại sự kiện, chỉ trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8, Thiên Hạ thấy cụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện bên cạnh ông Tô Lâm hai lần. Lần thứ nhất là tại hội nghị với các đồng chí, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm thông tin về tình hình những tháng đầu năm 2024. Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội. Lần thứ hai là tại chương trình kỷ niệm 55 năm Công an Nhân dân thực hiện di chúc của cựu Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hình cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tác giả nhận xét, ở lần thứ nhất, không ai biết vì sao, khá nhiều các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam vắng mặt. Lần thứ hai, hình ảnh ông Dũng ngồi bên cạnh ông Tô Lâm như nhân vật thứ hai của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đã khơi dậy nhiều đồn đoán. Tác giả lưu ý, ngay sau đó bắt đầu có một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để giải oan cho ông Nguyễn Tấn Dũng, thậm chí khẳng định ông Dũng có nhân cách lớn. Tác giả nêu nghi vấn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam có thật sự đoàn kết thống nhất hay không? Vì lẽ gì chỉ đoàn kết thống nhất với những điều có lợi cho ông Tô Lâm? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có quay lại chính trường để chia sẻ quyền lực hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.